gần xa nhà. Từng đêm phút vui quyền theo gió núi, biết ai đâu hẹn hò. Lòng người hay đắn đo, đời đã ban cho bạn đường là tay súng, mến yêu tôi thủy chung. Đi đánh trận trăm miền, miền xa thân xa, có ai còn yêu lính như những khi yêu người tình. Ngờ rằng em nhớ anh, tròn kiếm xuân xanh để dành riêng cho linh với tất cả hồn. Ờ, em test kênh 3, kênh 4 nhé. Đây em đã đấu sẵn đường link rồi. Thì kênh nào, test kênh nào là nó đều ra tín hiệu. Cầu loa nào nó ra tín hiệu. Đêm từng đêm dặn lòng xin chớ quên hai đứa ở hai miền. Ở đây thì em đã đấu sẵn nhé. Đây tín hiệu này. Tín hiệu nó sẽ vào kênh 1 này. Từ máy tính xuống vào kênh 1 này. 1, 2 nhá. Đấy. Thế còn kênh 3, kênh 4 thì ở đây nó có đường link này. Có để ý nhá. Nó có đường link từ kênh 1 này, link kênh 2 này. Thì mình muốn đấu sang kênh 3, kênh 4 nó có tín hiệu. Để cho cái cầu loa kia kênh 3, kênh 4 này nó ra thì chúng ta phải link từ kênh 1, kênh 2 này. Đấy. Link vào kênh 1, kênh 2. Thế này. Thì dây rắc này thì em sẽ gửi cho các bác, để các bác về các đấu nhá. Thì những cái hàng này em sẽ đóng gói bưu điện cho các bác, đóng như này. Ví dụ như đây là loa này, phải đóng như này. Đẩy rất đóng như này. Đóng cẩn thận đấy các bác nhé. Các bác yên tâm vận chuyển, nó rất là an toàn. Với chiếc cụ đẩy MA2004, em đang test cho anh Đặng Văn Cường, có địa chỉ ở ấp Bằng Lăng, xã Tân Minh, huyện Tân Thạnh, Long An. Chiếc cụ đẩy này thì nó chạy 4 kênh, chạy mạch Class H, đến từ thương hiệu LDH, một thương hiệu lớn của Mỹ. Với chiếc cụ đẩy này thì nó được lắp ráp và sản xuất ở bên Trung Quốc thôi nhé. Thương hiệu của Mỹ lắp ráp ở Trung Quốc. Với mã sản phẩm là MA2004, với chạy với 4 kênh. Mỗi kênh được 600 mát, chạy 32 sò. Đấy, mỗi một kênh là 8 sò nhé, mạch Class H. Nói chung là về sức khá cao, cũng sức khỏe, được 600 mát một kênh. Để phù hợp cho các bác có thể là đánh những mỗi một kênh đánh quả 40, hoặc là có thể chập hai kênh vào để đánh một quả súp 50. Nếu mà chập hai kênh thì đây. Rút điện này, bác xem. Đây nhá. Nếu mà chúng ta muốn chọc kênh, ví dụ kênh 1, kênh 2 chúng ta sẽ đánh là chế độ Sitte. Kênh 3, kênh 4 chúng ta sẽ đánh là chế độ Bray. Đấy, chọc kênh. Thì chế độ Bray này thì nó sẽ là 1200W, thì chúng ta đánh quả súp hơi chẳng hạn, ví dụ thế. Nói chung là rất là tiện. Còn ở đây thì nếu chúng ta phải đánh loa full thì em sẽ live cho các bác. Đấy, hai kênh này, live từ kênh 1, kênh 2 thì nó sẽ ra đều 4 kênh thôi nhá, sẽ ra đều 4 kênh. Với chiếc cụ đẩy này thì đây, quay rất rõ nét, bật đèn này quay rất sáng cho bác này. Nó chạy với 32 sò, đây là những con trỏ của nó này, nguồn to, sa bao nguồn to. Đấy. Ở đây các bác đẩy như tụ nó còn rất là mới đẹp. Đấy. Những con trỏ trước thì còn rất sáng đẹp nhá. Đây là cái bo tiền khuếch đại của nó này, rất là nhiều tụ. Đấy. Linh kiện cực kỳ đẹp, nó làm rất khoa học, giống như những dòng đẩy thỏ sắt nguồn lệch ấy. Mạch Class H đời mới, hai tầng thôi nhá, trên là hai kênh, dưới hai kênh, tổng của nó là 4 kênh. Đấy. Dây rắc này, nguồn nó sẽ có đây, nguồn này, nguồn cấp đây, đây dưới con dưa le này thôi nhá. Và trên mỗi kênh nó đều có con hai, mỗi kênh đều có một con dưa le, hai kênh là hai dưa le. Đấy. Còn tụ đẹp đó nhá, tụ 4700 mi. Đấy. Con tụ này là tụ bao nhiêu vôn đây, để quay cho các xem này. Tụ là tụ 120V nữa nhá, 120V, 4700 mi. Sử dụng một quả gió hút lại sau. Đấy, hút lại sau. Đây này, mên mạch còn rất là đẹp nhá. Đấy. Thì các bác gọi cho em theo số máy nào, 0385 2228. Với những chiếc cục đẩy bãi này, giá nó chỉ bằng những chiếc đẩy 4 kênh, chỉ bằng những đẩy 2 kênh thôi nhá. Giá tầm 5 triệu, chỉ bằng những chiếc đẩy 2 kênh thôi. Nói chung là một cái mức giá rất hợp lý để các bác chơi. Một lần nữa rất là cảm ơn các bác, mọi người đã theo dõi video. Clip này em xin giới thiệu các bác với cái dòng đẩy bãi 4 kênh. Đẩy bãi 4 kênh với cái giá hợp lý để các bác chơi.
bởi vì những dòng 4 kênh thì bên em bán giá rất hợp lý thôi nhé. Những dòng đẩy bán 4 kênh giá rất hợp lý. Thường thì nếu mà các bác chơi gia đình thì em thường lái các bác chơi đẩy 2 kênh thì chơi nó sẽ, thứ nhất là dễ sử dụng, thứ hai là độ bền nó cũng rất là cao nhé, và đẩy 2 kênh rất là nhiều đẩy đẹp. Đấy, nếu mà con đẩy 2 kênh tầm 5 triệu thì rất là đẹp rồi nhé, rất là đẹp. Còn những dòng đẩy này thì nó đẩy bãi này thì 4 kênh nó chỉ có 5 triệu thôi nhé. Đấy. Và những hàng này thì cũng là hàng chất đây, hàng chất em giới thiệu toàn thể các bác đây. Thì ngày hôm nay thì em xin giới thiệu các bác dòng đẩy 4 kênh. Em xin kết thúc video đây. Một lần nữa rất là cảm ơn các bác đã theo dõi video.